Hội Cựu chiến binh quận Thốt Nốt phối hợp với Hội Cựu chiến binh phường Thuận Hưng vừa tổ chức trao tặng nhà nghĩa tình đồng đội cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Căn nhà được trao tặng cho hội viên Nguyễn Văn Trâm, khu vực Tân Thạnh, phường Thuận Hưng với diện tích 84m². Khung nhà cột bê tông, vách tường mái tôn, nền lót gạch men, tổng kinh phí 150 triệu đồng. Từ đầu năm 2022 đến nay, Hội Cựu chiến binh quận Thốt Nốt và các cơ sở hội đã vận động xây dựng, cất mới và bàn giao 3 nhà nghĩa tình đồng đội cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với tổng giá trị hơn 300 triệu đồng, giúp các hội viên từng bước ổn định, vươn lên trong cuộc sống.